Ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên vừa đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí chỉ tiêu nông thôn mới nâng cao ở xã Mỹ Khánh sau khi các sở ngành tỉnh kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện. Từ năm 2019 đến nay, xã Mỹ Khánh đã thực hiện đạt 16 trên 19 tiêu chí và 31 trên 35 chỉ tiêu. Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên một số tiêu chí chưa đạt đang gấp rút hoàn thiện trong quý 2 năm 2022. Đề nghị ngành dọc cấp tỉnh xem xét đánh giá như tiêu chí 2 về giao thông, tiêu chí 7 về cơ sở hạ tầng, thương mại, nông thôn và tiêu chí 12 về lao động có việc làm. Ghi nhận các ý kiến đóng góp tại buổi làm việc, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên đề nghị xã Mỹ Khánh cần triển khai giảm giá 7 tuyến đường nhánh giao thông trên địa bàn xã đến ngày 15 tháng 3 phải hoàn thành. Có kế hoạch tổ chức 25 lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn đúng thời hạn. Với quyết tâm chính trị cao nhất, thành phố Long Xuyên và xã Mỹ Khánh sẽ triển khai từng kế hoạch cụ thể để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng xã nông thôn mới nâng cao trong thời gian sớm nhất.